Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Nêu 10 TV. Cái ngày hôm nay đây thì Nêu 10 á, check mail như thường lệ và đã nhận được một cái email. Mà khi mà Nêu 10 đọc vô á, cảm thấy rất là, nói chung là nó đặc biệt vô cùng. Phải gọi là hiếm gặp, bởi vì hồi trước giờ Nêu 10 làm rất nhiều những cái chủ đề, những cái video xoay quanh về cái chủ đề như thế này. Nhưng mà đây là một cái chủ đề cực kỳ lạ và nó hiếm vô cùng. Mình nghĩ ở ngoài đời chắc cũng hiếm lắm quý vị. Thì Nêu 10 chưa gặp ở một cái trường hợp này ở bên ngoài. Nhưng mà không biết quý vị, cô chú, anh chị mình sau khi mình nghe xong cái câu chuyện của cái chị này chỉ chia sẻ xong á, thì quý vị mình có một cái góp ý gì hay không? Hoặc là quý vị mình có thấy cái câu chuyện này nó có giống thực tế bên ngoài quý vị đã từng gặp một cái trường hợp nào đó hay chưa? Thì quý vị có thể để bên dưới cái comment để chúng ta cùng thảo luận, cùng chia sẻ với nhau quý vị nha. Thì cái chị này chỉ không có nói tên, nhưng mà chị chỉ có nói tên cái người yêu của chị thôi. Thì chỉ kể về, đầu tiên là chỉ nói là về cái hoàn cảnh bản thân của chị. Thì khi mà mình đọc đến cái hoàn cảnh, mình thấy cũng thương cho cái hoàn cảnh của chị lắm quý vị. Thì chỉ nói là 3 năm về trước á, lúc đó là chị 26 tuổi. Thì cái chị này á, chỉ là 3 năm trước là chị 26 tuổi là chị đã có quen được một cái anh người yêu. Anh người yêu của chị á, tên là Đức. Thì cái anh Đức này nè là hơn chị 2 tuổi, là lúc đó ảnh 28 tuổi quý vị. Thì bản thân của chị á, chỉ nói là chị là trẻ mồ côi. Ba má của chị mất hết rồi, bởi vì là do một cái vụ tai nạn khi mà chị còn rất là nhỏ. Thì hồi nhỏ tuổi thơ của chị là chị gắn bó, chị sống cùng với lại cái người dì ruột. Và chị kêu cái người dì ruột đó là bằng má luôn. Tức là dì thì thay mẹ vậy đó quý vị. Thì chị kêu cái người dì ruột bằng mẹ luôn. Dù rằng là cái cuộc sống của chị nói là tuổi thơ của chị nó thiếu thốn cái tình cảm như vậy đó. Nhưng mà bù lại là nhờ chị sinh ra trong một cái hoàn cảnh nó gọi là nó khó khăn như vậy, nên là nó giúp cho chị rèn luyện cái ý chí, đó là cái nghị lực sống của chị nó rất là cao. Thì so với những cái người mà bạn bè của chị mà đồng trang lứa đó, trạc tuổi chị á, thì cái góc nhìn của chị nó già dặn hơn quý vị. Cho nên là chị nói đó cũng là một cái lợi thế khi mà chị sinh ra trong một gia đình mà nó thiếu thốn. Thì có lẽ vì vậy mà cho nên á, chị mới trở thành một cái người phụ nữ cá tính nè, độc lập nè. Và về hình thức nó cũng rất là ổn và cũng có chỗ đứng nhất định trong công ty mà chị đang làm việc bây giờ. Thì trước khi mà chị gặp cái anh Đức này thì chị nói là chị cũng chưa từng có một cái mối tình dắt dai nào hết. Bởi vì là chị không có cảm xúc với ai và chị cũng không có muốn mở lòng yêu ai, chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Thì chị luôn có cái cảm giác là con trai mà tới tán tỉnh chị đều nhìn mấy cái người con trai mà trạc trạc tuổi hoặc lớn hơn chị vài tuổi, chị đều thấy giống như là cái tính còn con nít và không có cái độ sâu sắc chín chắn, nên là chị không có thích. Thì chị cũng chưa từng đòi hỏi là cái người đàn ông là phải có cái gu gì. Tại vì cái vấn đề ở đây là mình phải thích cái đã, mình phải có cảm tình với cái người ta cái đã, còn cái gu là cái đó mình tính sao. Chỉ có điều là chị chưa tìm được cái người nào mà chị thấy là chị có cảm tình liền. Thì chị cũng có cố gắng là cũng có mấy người con trai tới tán tỉnh, chị cũng có cố gắng là hẹn hò đâu đó được 1-2 lần để mà mở lòng. Nhưng mà chị nói tất cả đều, nói chung là đều chán và sau cùng là cũng không có đi tới đâu. Thì một thời gian cho tới khoảng 3 năm về trước đó, thì chị mới quen được cái anh Đức này. Ảnh là từ bên Mỹ, ảnh về Việt Nam để ảnh mở một cái nhà hàng. Và ảnh là cái người là đối tác với lại bên phía công ty và cái đối tác với lại của chị luôn. Thì chị mới thích anh Đức này ngay từ lần gặp đầu tiên. Và chị thích là thích chân thật luôn, tức là chị nói là chị cảm thấy xao xuyến và chị thương thật. Rồi cuối cùng thì chị với anh Đức này hai người kiên trì. Mặc dù là có nhiều lúc chị cũng thấy anh Đức có nhiều cái, nói chung là chị cũng không có vừa ý. Nhưng mà chị cảm thấy là cái con tim của chị thương anh Đức nhiều, nên là chị cũng cho qua. Thì sau một thời gian hai bên tìm hiểu sâu, thì chị mới nói là chị cũng đồng ý chính thức là yêu đương và quen cái anh Đức này. Đó là anh này là ảnh Việt Kiều Mỹ về mở nhà hàng. Vì là cái anh Đức này, ảnh bản thân của chị chỉ nói là chị cũng muốn thử, trong đời mình cũng muốn trải nghiệm, mình thử mình yêu một lần sâu đậm một ai đó. Bởi vì là bây giờ chị thấy anh Đức này cũng là một cái người đàn ông tốt và rất là kiên trì để mà giống như là chinh phục chị. Thì cái chuyện nó xảy ra bắt đầu đó là khi vào cái lúc mà cái nhà hàng của cái anh Đức này khai trương ở Việt Nam. Thì ba má của cái anh Đức này bên Mỹ mới bay về để mà dự cái bữa lễ khai trương nhà hàng của con trai mình. Thì cái lần đó là khi cũng là cái lần đầu tiên mà chị được gặp bên phía gia đình ba má của anh Đức. Thì chị mới nói là chị lúc đó chị ấn tượng là tại vì ba anh Đức á, là một cái người vẻ ngoài rất là đạo mạo, nhìn giống như là một cái người quyền quý, người giống như là có tri thức trình độ rất là cao. Còn mẹ của ảnh thì nhìn còn rất là trẻ trung, còn rất là dạng như là xì tin, còn rất là modern luôn á, kiểu dạng vậy. Thì lúc này chị mới biết, hồi lúc mà quen anh Đức á, thì chị mới biết là anh Đức là con trai duy nhất trong nhà. Thì về sau á, là
cũng là cái người thừa kế toàn bộ gia sản của ba má anh Đức ở bên Mỹ, là nó sau này là cũng để lại cho anh Đức hết. Thì chỉ biết cái điều đó lúc mà quen tìm hiểu anh Đức, nhưng mà chỉ không quan tâm tới những cái gia sản đó, và chỉ không hề biết nhiều về ba và má của anh Đức, chỉ biết sơ sơ thôi. Và đây là lần gặp đầu tiên trực tiếp giữa phụ huynh. Thì chị mới nói là lúc mà gặp ở trong cái bữa tiệc khai trương nhà hàng của anh Đức ấy, thì mẹ của anh Đức rất là trẻ đẹp, mặc đồ rất là sexy, mà đứng cạnh con trai nhìn giống y chang như là chị em vậy đó. Thì lúc này chị cũng ngạc nhiên lắm, tại vì má anh Đức còn trẻ quá trời trẻ mà còn đẹp vậy. Thì lúc này á, bản thân của chị trỗi dậy là chị thiếu thốn cái tình cảm ba má từ là nhỏ, cho nên tự nhiên chị thấy anh Đức được ba má thương yêu, chị là cảm thấy cũng hơi tủi thân. Và sau một thời gian á, thì anh Đức á, ảnh thú nhận là gia đình ảnh không có hạnh phúc. Ảnh nói với chị á, là má của ảnh á, đi ra ngoài ngoại tình với lại trợ lý. Và cái điều đó là đã để cho ba của anh Đức biết luôn. Thì anh Đức mới tâm sự với chị á, là má của ảnh đi ra ngoài cặp bồ cặp bịch tùm lum hết á. Trong lúc mà ba ảnh cấm đầu cấm cổ làm kiếm tiền thì má ảnh ra ngoài cặp bồ. Nhưng mà anh Đức ảnh lại nói với chị, thay vì ảnh sẽ binh ba ảnh thì ảnh ngược lại ảnh lại nói với chị là ảnh cảm thấy là ảnh thương má ảnh hơn. Tại vì chính vì ba ảnh chỉ lao đầu vào công việc cho nên là không có dành thời gian cho vợ cho con, nên là má ảnh buồn mới đi ra ngoài làm những cái điều đó. Thành ra là ảnh cảm thấy ảnh thương cho má ảnh nhiều hơn là ảnh thương cho ba ảnh. Thì ngay cái lúc mà ảnh ngay cái lúc mà Đức nói với lại chị như vậy thì chị mới cảm nhận là cái anh Đức này ảnh trẻ con, ảnh còn cái tính con nít. Có nghĩa là ảnh suy nghĩ thiển cận quá và chị cảm thấy là chị không có thích, bởi vì cái tính cách của chị cũng là cái tính cách giống như là tính cách của ba của anh Đức, là một cái người rất là ham làm, ham kiếm tiền, cho nên hiểu được cái cảm giác của cái ông ba anh Đức. Thì có một hôm đó thì ba má của anh Đức lúc đó còn đang ở Việt Nam về chơi mấy tháng để mà coi cái khai trương nhà hàng của con trai, với lại chơi với con trai mấy tháng. Thì trong cái khoảng thời gian đó ba má anh Đức cãi nhau, mà anh Đức nói với chị, nhưng mà anh Đức kể cho chị nghe như vậy mà anh Đức rất là vui vẻ, bình thản như không có chuyện gì. Và anh Đức tối đó còn đi chơi với bạn, còn đi bar, đi vũ trường với bạn, giống như là rất là bình thường. Cái chuyện ba má giận nhau cãi nhau là chuyện như là cơm bữa vậy đó. Thì chị cảm thấy giống như chị rất là tức, tại vì sao, chị là một cái người không có ba mẹ, cho nên á, khi mà chị thấy người khác có ba mẹ mà lại không có biết bảo vệ cái tình cảm gia đình á, chị không có thích. Cái thành ra càng ngày chị không thích anh Đức. Nhưng mà trong cái lúc thời điểm đó thì trong cái ngày hôm đó đó, thì khi mà Đức hẹn hò với bạn đi xem đá banh rồi đi uống bia này kia, thì mới nhờ chị là đi về nhà để mà coi chừng thử là ba má của ảnh bây giờ tình hình ở nhà sao, má ảnh là còn ở nhà hay là má ảnh đã đi rồi. Thì ảnh nhờ chị là về nhà ba má của ảnh để coi làm sao. Thì khi mà chị đến nhà của anh người yêu mình á, thì chị nhìn thấy là có một mình ba ảnh ở nhà thôi, còn má ảnh thì không có ở nhà, thì chắc là đi rồi, cãi nhau xong thì chắc bỏ đi rồi. Thì lúc này á, chị mới nhìn thấy là ba của anh Đức đang ngồi mà giống như là rất là buồn bã, trầm tư, mà đang hút điếu thuốc. Thì chị mới thấy giống như là chị nhìn thấy cái hình ảnh đó, chị thấy đáng thương, thấy tội nghiệp. Mà kiểu như một cái người đàn ông mà vừa phải đi kiếm tiền, lo sự nghiệp, rồi lo vợ, lo con, mà bây giờ đứa con á, thì lại không có hiếu, còn vợ thì lại đi ngoại tình. Thì chị nhìn vô cái khung cảnh đó, tự nhiên chị nổi lên cái lòng trắc ẩn. Chị thương ba của anh này, ba của anh Đức. Chị cảm giác giống như đó là ba của mình vậy đó. Thì chị mới thương. Thì chị mới đi vô, chị động viên tinh thần, và cũng như là chị quan tâm ba của anh Đức. Tối ngày hôm đó thì hai người có tâm sự với nhau. Thì sau khi mà tâm sự, chị cũng kể hoàn cảnh của chị cho ba anh Đức nghe, là bản thân của chị là chị mồ côi, và chị coi ba má anh Đức giống như là ba má của chị, tại vì là ba má anh người yêu của mình, và mình xác định là mình sẽ đi đường dài với cái anh người yêu này. Thì ba má chồng thì cũng giống như là ba má ruột, cho nên là chị coi là ba má anh Đức như là ba má ruột của mình vậy đó. Thì chị mới tâm sự với lại ba anh Đức. Ý của chị là chị muốn động viên bác trong cái lúc mà bác đang khó khăn đó, tinh thần đang bất ổn. Thì sau cái bữa đêm mà trò chuyện với nhau xong thì chị đi về, nhưng mà trong lòng của chị cái hình ảnh mà ba anh Đức trầm tư hút cái điếu thuốc á, nó vẫn ăn sâu bám rễ trong đầu của chị á, và chị cứ cảm thấy nổi lên một cái lòng đó là quan tâm. Tức là chị cứ nổi lên cái sự là giống như muốn quan tâm ba của anh người yêu mình, muốn quan tâm ông ấy nhiều hơn một chút, tại vì nghĩ rằng ông ấy thiệt thòi quá nhiều, mình cũng muốn bù đắp cho ổng. Thì ban đầu chỉ nghĩ đơn giản đó là tình cảm giống như là mình thiếu vắng tình cha, thì mình coi như là đó là tình cha nó nổi dậy trong mình. Thì chỉ ban đầu chị cũng nghĩ là chỉ với lại ba anh Đức chỉ là tình cảm cha con thôi, giống như dạng vậy. Thì tới một cái ngày hôm đó, chị mới nói là từ sau hôm mà tâm sự với ba anh Đức xong cái đêm đó, thì những cái lần sau á, mỗi lần gặp á, thì ba của anh Đức đều rất là quý chị,
rất là thương, giống như cô, giống như con gái vậy, rất là quý. Và cũng thường hay á là nói chuyện tâm sự với chị, giống như là dạy chị cái cách mà mần ăn kinh doanh, cái hướng đi nó như thế nào này kia. Tại vì ba của anh Đức là người á là đã đi ra ngoài làm thương trường lâu năm rồi, có nhiều kinh nghiệm thì muốn kể lại với chị. Thì chị cảm thấy là giống như giữa chị với lại ba anh Đức càng ngày có cái sợi dây kết nối càng gần gũi, càng thân thiết. Thì trong một cái lần ngày hôm đó thì giữa chị với lại ba anh Đức hai người có ngồi, có đi ba với nhau uống rượu. Thì cái câu chuyện đó là tối ngày hôm đó ba của anh Đức nói là ba anh Đức có mấy người bạn cũng làm trong cái ngành kinh doanh, mà cái ngành kinh doanh là nó giống như tương thích như cái ngành mà chị đang đi theo. Thì giống như là ba anh Đức mới nói là nếu mà tối nay mà con rảnh thì con qua cái quán quán giống không phải là quán bar mà nhạc sập sình quý vị, mà dạng như cái quán bar mà nhạc nhẹ thôi. Thì ba của anh Đức mới hẹn chị là con qua bên đó rồi có gì ngồi bác giới thiệu cho con quen mấy người bạn của bác, biết đâu nó sẽ giúp được cho cái công việc của con. Thì chị mới đi tới đó quý vị. Thì khi mà chị tới đó thì chị sau khi mà nói chuyện với lại bạn bè của ba anh Đức á, nói chuyện xong xuôi hết rồi thì mấy người đó đi về trước. Sau đó thì còn có một mình chị với lại ba anh Đức ở đó thôi, và hai người lại tiếp tục nói chuyện. Thì ba anh Đức lại tiếp tục tâm sự cho chị nghe là mới cách đây mấy ngày bác ấy lại tiếp tục cãi nhau với vợ nữa, bởi vì là bắt được quả tang á, là có thuê thám tử bắt quả tang là vợ của bác á, lại tiếp tục đi ngoại tình với một cái người đàn ông ở trong khách sạn và đã ghi hình lại đó. Thì bác mới tâm sự với lại chị thêm một lần nữa, và lúc này á, thì giống như buồn á, cho nên là bác ấy uống khá là nhiều rượu ở trong cái quán bar ngày tối hôm đó. Thì chị á, thì chỉ là cốt lõi của chị là ban đầu chỉ đến để nói chuyện, để làm quen với những cái người mà làm ăn kinh doanh với ba của anh Đức thôi. Nhưng mà sau khi mà tâm sự thì thấy bác buồn quá cho nên chị cũng có uống cùng bác để cho bác vui. Thành ra là chị cũng có uống nhiều và thấy là hai người cùng say. Thì tối đó khi mà say như vậy thì cả hai cùng nhau về, nhưng mà không về nhà, về khách sạn quý vị. Thì khi mà chị đưa ba anh Đức về khách sạn thì tự nhiên ông ôm chị xong ông hung chị. Ông hung chị xong rồi chị mới nói là lúc đó giống như là chị cũng xỉn, cho nên là chị cũng có tình cảm với ổng, mà chị cứ hồi trước giờ chị cứ nghĩ tình cảm như là tình cảm bậc trưởng bối với lại người là mình hậu bối thôi, giống như là ba con thôi. Nhưng mà tự nhiên lúc đó bác ấy hung mình, cái tự nhiên cái mình không cầm lòng được, lúc đó có cái men say rồi, cái mình cũng hung luôn, tức là chị cũng đáp lại cái tình cảm với bác ấy tối đó luôn. Thì chị mới tâm sự thật ra là ba của anh Đức hơn chị đâu đó cỡ khoảng tầm 22 tuổi thôi, chứ cũng không phải là quá nhiều. Thì tự nhiên bác ấy hung chị xong thì chị hung lại. Rồi hai người tối đó thì nói chung cũng có ăn ở với nhau là phải có chắc chắn rồi quý vị. Và sau sáng ngày hôm sau thì chị mới nói là sáng ngày hôm sau á thì chị thức dậy là chị đã không thấy bác đâu. Có nghĩa là ba của anh Đức đã bỏ đi rồi. Bỏ đi trước đó, ổng đã dậy trước và ổng đã bỏ đi luôn rồi. Có lẽ là ổng cũng ngại á quý vị. Thì chị mới nói là sau khi mà ba của anh Đức bỏ đi á thì chị cũng có cố gắng là liên lạc rồi nhắn tin, nhưng mà bác ấy không có trả lời chị, tức là bác ấy cố tình là muốn trốn tránh chị. Và sau đó vài ngày thì chị nghe được anh Đức nói là ba anh Đức với lại má anh Đức là bay trở về bên Mỹ rồi. Và lúc này thì chị mới nhận ra được là chị đã lỡ yêu ba của anh Đức rồi quý vị, tức là yêu thật sự, yêu một cách cảm kích, yêu ngưỡng mộ luôn. Và sau cái khoảng thời gian xa cách ba của anh Đức thì chị cảm thấy trong lòng của chị càng ngày càng nhớ nhung. Và chỉ cần biết một cái đáp án, tức là chỉ muốn biết chính miệng ba của anh Đức thừa nhận là có thương chị hay không, hay là như thế nào, hay là chỉ là trong một cái lúc say làm cái điều đó với chị thôi, chỉ muốn thừa nhận từ chính miệng ba của anh Đức. Thành ra là chị cảm thấy trong lòng chị khó chịu, vì vậy chị mới lợi dụng anh Đức, chị mới nói với anh Đức là bây giờ, tức là cái câu chuyện là ba anh Đức về Mỹ là một thời gian sau, chị mới nói với anh Đức là bây giờ giống như hai đứa mình á, công việc nhà hàng mới mở, nói chung là nó cũng tạm ổn, nó vô cái guồng rồi, bây giờ em với anh bay về Mỹ để mà thăm ba của anh, thăm ba má anh. Thì chị anh Đức anh chịu quý vị, anh Đức anh chịu, tại vì ảnh là có quốc tịch, anh muốn đi lúc nào anh đi thôi. Thì bắt đầu hai người là đi qua Mỹ. Thì khi mà đi qua bên Mỹ thì chị mới gặp lại ba của anh Đức. Lúc này ông đâu có trốn được đâu quý vị, ông không trốn đâu được. Thì lúc này ông mới đối diện sự thật và ông mới nói với chị, ông nói là ông không phủ nhận cái chuyện là ông có cảm xúc với chị, nhưng mà ổng cũng sẽ không thể nào mà ổng giống như là tiếp nhận cái tình cảm của chị được. Đó thì sau khi mà ba của anh Đức nói dứt khoát với chị những cái lời đó xong á, thì đó cũng giống như là một cái đáp án và cũng là cái lần cuối cùng mà chị gặp được ba của anh Đức. Và sau cái chuyến qua Mỹ thăm gia đình của người yêu vậy xong á, thì chị về Việt Nam. Một thời gian sau thì chị chia tay với anh Đức luôn quý vị. Bởi vì chị biết được trong lòng của chị á, là tình cảm nó nghiêng về ba của anh Đức chứ không phải anh Đức. Cho nên là bây giờ chị cũng cảm thấy giống như là anh Đức với chị có nhiều cái rào cản và không có hợp nhau về tính cách và cũng như là cái cách suy nghĩ nhìn nhận cuộc sống á. Thành ra là sau khi bay về Việt Nam thì chị chia tay anh Đức luôn.
Thì chia tay không rõ lý do thì dĩ nhiên anh Đức anh cũng thắc mắc, nhưng mà bây giờ chỉ quyết tâm chia tay và chỉ không có liên lạc, cắt mọi phương thức liên lạc với anh Đức luôn quý vị, thì cũng phải đành chịu thôi. Và trong lòng của chị tới ngày hôm nay luôn, mặc dù đã chia tay người yêu rồi, tới ngày hôm nay là đã 3 năm sau rồi, nhưng mà chị vẫn cảm thấy giống như là cái cảm xúc á, cái cảm xúc của chị dành cho ba của anh Đức nó vẫn nhiều nhất so với tất cả những người đàn ông đi qua đời chị tới ngày hôm nay luôn. Và chị muốn viết ra một cái dòng chia sẻ trong cái lá thư ngày hôm nay, để mong rằng là anh Đức ở anh ảnh có đọc được cái video, ảnh có nghe được cái video ngày hôm nay, hoặc là đọc nghe được cái lá thư mà chị đã viết ra ngày hôm nay, thì có thể là anh Đức sẽ hiểu được thật sự cái ngày hôm đó chị chia tay anh Đức là vì lý do gì. Tại vì chị không dám đối diện trực tiếp để nói lý do với lại anh người yêu của chị. Ngày hôm nay khi mà mọi chuyện nó đã nguôi ngoai rồi, chị mới viết ra những cái dòng tâm sự và chị đăng gửi Nêu 10 để mà nhờ đăng tải lên. Mong rằng là anh Đức nếu mà ảnh có coi cái video này, ảnh có nghe được cái lá thư mà chị đã viết, thì ảnh sẽ hiểu được cái lý do ngày hôm đó mà chị dứt áo ra đi và cắt đứt mọi liên lạc với anh Đức là có lý do, nó là như vậy. Thì thú vị là cái câu chuyện ngày hôm nay mình nghe mình thấy nó cũng khá là buồn quý vị ha, rất là thương cho cái hoàn cảnh của chị này. Nhưng mà nói chung thương, nhưng mà có những cái nào sai là mình vẫn phải nói sai. Cái trường hợp ở đây nó sai ở cái chỗ nè, là có nghĩa mình thiết nghĩ, cá nhân Nêu 10 nghĩ rằng chị này chỉ đang bị ngộ nhận quý vị. Chỉ đang bị ngộ nhận ở cái chỗ vậy nè, tại vì do là tuổi thơ của chị mồ côi. Những cái người mà mồ côi cha mẹ đó, hoặc là mồ côi cha, hoặc là mồ côi mẹ, tức là thiếu một trong hai, người ta luôn cảm giác thiếu thốn cái tình cảm gia đình. Đó, cái đó là điều chắc chắn. Thành ra là khi mà chỉ cần mà có một cái người lớn nào đó, người ta đặc biệt quan tâm tới mình, là mình sẽ tự nhiên mình thương cái người đó. Thì nếu như cái người đó là cùng chung máu mủ huyết thống thì cái đó nó sẽ là tình cảm trong sáng. Nhưng mà cái này người này gọi là người dân nước lã, gọi là khác dòng máu tanh lòng, đúng không quý vị? Thành ra khi mà người ta đối xử tốt với mình sẽ nghĩ rằng là mình đang yêu người ta, nhưng thật ra cái đó chỉ là cái tình cảm mà mình dành cho một cái bậc người lớn, một cái người mà mình giống như mình nể phục, một cái người mình coi trong mắt giống như là một cái người mà người cha người mẹ mình vậy thôi, mình thương vậy thôi. Nhưng mà chẳng qua cái tình thương đó, cái người đó không phải là ba mẹ ruột, không phải là máu mũi ruột rà, thành ra là mình dễ ngộ nhận thành là tình yêu, thành tình yêu trai gái, nó là như vậy. Thì mình thiết nghĩ là cái vấn đề ở đây là chị đang bị tâm lý, chị này chắc chắn là bị về một cái chứng bệnh tâm lý. Tuổi thơ của chị bị như từng trải qua một cái cú sốc mà mất cha mẹ do tai nạn, thì chắc chắn là trẻ em nào mà rơi vào trường hợp đó cũng sẽ bị sang chấn tâm lý hết quý vị. Thì cái trường hợp của chị này mình nghĩ rằng về sau á, chị chắc cũng phải cần trong cái khoảng thời gian này, từ giờ cho tới khi mà chị tìm một cái người yêu và lấy làm chồng về sau á, mình thiết nghĩ là chị nên làm cái cách nào đó, tập thể dục, hoặc là mình nên ngồi thiền, hay là mình nên đi bác sĩ tâm lý để mà mình chữa cái tâm lý của mình. Tại vì cái này nó rất quan trọng. Bởi vì bây giờ chị này chỉ không chữa tâm lý á, là trong mắt của chị cứ nhìn thấy những cái ông già chị mới yêu. Còn chị nhìn thấy mấy cái người mà trẻ trẻ hoặc cỡ tuổi chị, hoặc là hơn chị vài ba tuổi, là chị cứ coi người ta giống như là tép riêu, giống như là cốc ổi mi ghim. Đó, thì như vậy là đâu có được. Vợ chồng cưới nhau mà mình không tôn trọng chồng mình thì làm sao cưới được. Đó, thì bây giờ chỉ có một cái cách, đó là mình phải làm sao mình chữa cái tâm lý của mình đi. Thì cá nhân Nêu 10 thì mình có một chút xíu góp ý như vậy, và cũng rất là mong là như vậy, làm được như vậy thì nó sẽ tốt cho chị hơn, và tốt cho cái cuộc sống vợ chồng tương lai của chị nhiều hơn. Còn riêng quý vị cô chú anh chị, sau khi mà mình nghe xong cái này thì mình có ném đá không? Mình có chỉ trích cái trường hợp của chị không? Hay là mình sẽ có những cái ý kiến đóng góp hay động viên tinh thần chị? Mình có thể để lại dưới cái một comment ngày hôm nay. Giờ thì cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp.